Ngồi xuống. Ôi vai con. Con bánh chưng gồm những gì? Chưng gồm bếp chưng hình vuông tượng trưng cho trong nhân bánh chưng gồm những gì? Đâu cái bánh của Phương Minh đâu? Đây. Đánh dấu lại chưa? Đây. Bây giờ luộc xong này. Ăn thử thấy không? Đây, bánh chưng. Cái bánh nào cho chị Dương? Đây à, tặng chị Dương cái bánh này. Thật là xấu xí. Mình cái lạnh nặng quá. Đây. Một cái bánh chưng rất đẹp. Đây. Con cắt cái chỗ cho ra đi.